Vừa nãy vừa hỏi mắc 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 tè quá hỏi chưa kịp vấn đề bao tiền nhỉ? Cái đề là 20 cái đề 5 triệu à? Còn cái kia là 3 triệu mấy đúng không? 5 triệu. Cái ấy à, cái cây xanh ấy. Cây xanh 3 triệu rưỡi. Ừ, 3 triệu rưỡi. Cây 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 sam trái này thì bao nhiêu tiền? Sam trái 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Đấy. Quả đen như quả nho. Kì quá. Ừ, 6 triệu rưỡi. Đây cây xanh lá móng. 3 triệu rưỡi. Đội Nam Định hay làm kiểu này. Nhìn sạch sẽ nhưng mà chả có trên chân chiếc gì cả. Sẽ u nần. Mưa quá, ngoài kia không ông nào bán mấy. Nhìn vào đây. Để đi vào đây giải quyết tí các bạn. Chỗ ngoài này nó không có chỗ đi. Đi giải quyết đỡ buồn. Vào đây và mừng mấy cho giải quyết. Đấy. 5 triệu rồi. Sạch sẽ nhỉ. Cái này quả ghê nhỉ, nhiều quả thế. Vừa bảo 6 triệu rưỡi à? Cái này 6 triệu rưỡi, cái này 3 triệu rưỡi. À, 6 triệu rưỡi. Quả như nho, ở đây cái 6 triệu rưỡi. Giấy mỹ. Giấy mỹ. Cái này nó không bao giờ nó được cân, đẹp lắm. Để xem quả của này cái này. Đấy, chả biết có ăn được không, quả này có ăn được không, nhìn ngon lắm. Nhìn ngon. Dễ ăn mà, cái này quả liên tục nha, quanh năm cũng thể ăn. Cái bao tiền nhỉ? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Thế ông giảm rồi, cô bao nhiêu cô bán mặt hàng cho? Dạ, cô bán nhiều rồi, cháu xe bán. Mặt hàng cho, lấy tiền thì đi về quê mua quà cho cô ăn. Kinh thế nhỉ, cái gì đấy? Cái bao giấy làm đẹp nhỉ? Cái này á? Nhìn kiểu như là như lòng lợn. Nó phình chứ đã. Kiểu như lòng lòng già ấy, lòng lợn già. Đấy, quả này cái cây này quả nhiều kinh khủng. Nhìn sướng. Cây nó đẹp thì phải đẹp tiền chứ. Còn buôn thì cây sạch thì phải đẹp, cây đẹp tiền. Tiền nào của nấy? Đấy cái suối là bao tiền? Cái suối là 4 triệu rưỡi. Cái dáng đảo địa Huyền Chi đẹp. Kinh nhỉ, Huyền Chi đảo địa. Đấy cái cây hoa này. Xong cái hoa. Này là xăm trái 1 triệu rưỡi. Này cái xăm trái. À xăm hoa, xăm hoa, xăm bông. Không ai nhầm người ta lại nói chết. Ừ. Mấy cái gì không chị ơi? Trông lá như nào gần gần giống lá cha. Huyền Chi đảo địa ghê chưa? Ướt hết cả máy rồi này. Ướt hết cả máy rồi đây. Và xem mà mừng rồi còn cái gì nữa. Đây có quả. Đây á. Bao tiền? Đây tùm quá chả nhìn thấy. Bao nhiêu tiền? 11 triệu. Biết rồi, đúng cây túc rồi. Nhìn là biết cây túc rồi. Đây. Chứ không phải cái sộp khác. Đây là đang nói cây bồ đề cái đã, 11 triệu à, nhưng mà khó nhìn quá, nó tốt quá. À, đây đại loại nhìn nó cũng hoành tráng ấy. Quây me bao tiền là được biết luôn. 80 triệu. 80 triệu. Tỉnh tĩnh. Sao mà đi nhanh được. Đấy, ướt hết cả máy quay này. Đây, cây này thì có vẻ dáng dấp nhìn ghê đấy. Quay cái. Nhưng mà nó tốt quá không nhìn được các bạn. Mưa ướt lắm. Nhìn ướt hết. Đấy, ghê chưa. Còn là 5 thân này. 5 cái tay chứ không phải 5 thân. Ngũ lão. Đây này. Cái túc này các bạn. Bây giờ là
sau cái kinh nghiệm là biết được là cây nào là cây túc, cây nào là cây sộp các bác nhé. Và khẳng định một câu là cả hai dòng đều có thể có quả đó nhé. Và kể cả túc, có những cây ra quả rất nhiều, có những cây không ra quả hoặc là chưa ra quả. Cây sộp cũng vậy. Thì đây là cây túc. Đúng rồi, cái túc búp rất là đỏ. Thứ hai là cái lá của nó nhìn nó như cái là dài như lá xoài, nó rất là dày. Cái gân của nó đây. Và cái thân nó tím tím. Cái thân nó tím tím này. Đấy. Còn cái sộp nó khác, cái sộp lá nó tròn hơn. Lá nó tròn, nó mỏng và nó không có cái thân, nó không tím tím như này. Tất nhiên là họ hàng nó thôi. Và cái lộc của nó cũng màu tím tím. Cũng màu tím tím. Lá nó không dài, nó không, cái lá của cái túc nó như cái lá xoài, dài như lá xoài này, nhìn rất là dày, gân nghiếc nó rõ ràng đấy, và thân của nó hơi tím tím. Cây này vừa bảo bao nhiêu quên mất, vất quá. Đấy là phân biệt cây túc các bác nhé, chứ còn cứ ngắm nhiều là sẽ rõ ra thôi. Đấy, lá cây này nó dài, cái túc lá nó dài và nó cứng, nó không bị mềm mềm như cái lá sộp. Cái sộp thì lảng lướt hơn và cái thân của nó màu đấy. Đi vào cái quay cái mè 80 triệu rồi, rút rồi, mưa quá không chống được. Là hán này nhìn sướng đấy, đôi là hán này nhìn hợp nhau đấy. Một cây ở bên một dãy này, nhìn nó mưa nó lên mướt. Đây cái mè 80 triệu rồi. Nó to mà hơi chật. Đấy, đại loại nó như này. Nó như này. Đấy, bây giờ đi gần tí các bác nhé. Rồi để kết thúc video. Đấy. To lắm các bác nhé. Phải hai người ôm đấy. Hai người ôm đấy. Cao thì độ 2 mét không. Đấy, ui, có cả khóm lan này. Dúi đúng cái sẹo này. Giật lên rất dài, nhìn như một vũ nữ, cứ đặt nó làm vũ nữ đi, nhìn rất điệu đà các bạn nhé, rất điệu đà. Có lẽ mưa nhòe hết cả camera, chắc mình bị điên rồi. Rút giấy ra đây, đấy cái me này để nó vào đây đi, đây, nhìn thấy chưa? Chân vệ đây, giật lên đây. Đấy. Thôi, vậy thì sơ bộ thế không ướt quá. Đây có một số cây sam ăn trái khá hay này. Ăn trái hay. Đấy, vào này thấy quy khế đẹp. Đây, cái khế lộc cũng đỏ kinh khủng luôn. Cái này già, cái này già, nhìn kia cái cổ rồi, cái khế cổ, cái này chắc cũng mấy chục đấy. Đấy, nhìn vừa mới bắt là cắt lá nó ra một lứa, nhìn đỏ chót xưa. Thế chắc là cái chua cái cơm gì đấy. Nhìn chân vệ thần kiếp nó cứ già nua. Đây cái tay này bé tí so với cái thần này. Rất quái, hàng hốc à, lùn chứ, rất là lùn. Đấy, có cái khế hay, đây là cái gân này, cái gân này cũng đẹp, cái gân đẹp. Thôi đi ra thôi, ướt hết cả tay cả máy. Đấy, nhìn cái túc cái là bác nhìn thấy là ngay cái lá nó vươn, cái cặn rất là dài, rất là khỏe. Cả lá nó to, to hay bé thì hình thù nó cũng dài này. Cái đề này cũng dài. Đây cũng cái đề thì sư lâm vồ bác. Cứ nói đề cho vui, nó cũng đề được, tùy các bác. Các bác hiểu nó là được, các bác thích nó là được.
đi đảo điện. Thôi rút đây các bác.